Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết chủ trì hội nghị giao Ban khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội thành phố đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kỳ Miên. Trong quý 3, các đơn vị trong khối đã hoàn thành 52 trên 57 đầu việc theo kết luận của Thường trực Thành ủy, còn 4 đầu việc đang xử lý và 1 đầu việc quá hạn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt. Các cấp ủy đã kiểm tra 347 tổ chức đảng và hơn 2.800 đảng viên, giám sát gần 360 tổ chức đảng và đảng viên, thi hành kỷ luật 103 đảng viên vi phạm. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung gắn với rà soát, đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Qua thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, có hơn 90% các đầu việc được hoàn thành theo kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề và 33 hội nghị phản biện xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo tiền đề để kinh tế xã hội thành phố có bước phục hồi nhanh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy Đảng, mặt trận và các đoàn thể tập trung rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, tập trung thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá cuối năm, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, khẩn trương quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương sớm đưa vào thực tiễn. Các đơn vị địa phương đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở, rà soát để có giải pháp phát triển kinh tế xã hội thành phố. Chủ lực của mình thì hiện nay tập trung phát triển vào mấy cái, một là dịch vụ lưu trú này, ăn uống này, vận tải kho bãi này, rồi công nghiệp chế biến chế tạo này, rồi thông tin truyền thông này, hoạt động tài chính ngân hàng bảo hiểm này, hoạt động kinh doanh bất động sản, và đặc biệt là tập trung giải ngân vốn đầu tư công như là chỉ đạo chung của Thường trực và cái giải phóng mặt bằng của các dự án động lực trọng điểm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội để nhanh việc tiêm chủng phòng Covid-19, tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân, các đơn vị địa phương chuẩn bị các nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân.